Hello, xin chào các đồng chí và các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay Lợi Minh xin chia sẻ về vấn đề mà William Nguyễn. William Nguyễn đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam khoan hồng và cho trở về với lại là mẫu quốc của William Nguyễn. Gần đây anh chị em các bạn đọc những trang mạng xã hội của William Nguyễn. William Nguyễn thì cho rằng là William Nguyễn chở cờ là thất hứa vân vân. Thế là chuyện các bạn nên nhớ như vậy. William Nguyễn làm những cái trò hề như vậy nó là chuyện bình thường thôi. Tại vì William Nguyễn là người sống ở trong Houston. Các bạn biết Houston, Texas là một cái địa bàn thứ hai của người Việt ở, là thủ phủ thứ hai của những người trong cộng. Cho nên cái chuyện mà William Nguyễn lên mà gọi là ăn cháo đá bát đó, cái đó là chuyện mình sống ở trong một cái cộng đồng của người Việt là phóng lao là phải theo lao, trong đó ở dưới lũ thì phải theo lũ. Gia đình của William Nguyễn buôn bán làm ăn chuỗi nhà hàng trong cái cộng đồng người Việt. Nếu mà William Nguyễn không lên tiếng thì rất là nguy hiểm cho cái cuộc sống của William Nguyễn ở trên đất Mỹ, cũng như gia đình của William Nguyễn gặp nhiều sự bất lợi trong vấn đề làm ăn. Các bạn biết sống trong cái cộng đồng Việt Nam nó có cái phức tạp chỗ đó, thì anh chị em các bạn cũng đã nhìn thấy. Tôi may là tôi không có hồi nào tôi cũng sống trong cộng đồng người Việt. Khi tôi lên án những cái tội ác, những cái sự đạo đức giả của cái lũ ba que trong cộng ô họ, các bạn thấy tôi đã kéo cao cái lũ chó ra nó sủa đã đảo Lợi Minh, trục sức Lợi Minh. Các bạn thấy không, nó dọ tôi tối ngày sáng đêm, nó dọ đủ kiểu đủ cách. Nó lên mạng mỗi lần mà tôi live stream là tôi nó chỉ đông 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 lên, nó làm thì nước Mỹ là con cố nội cha. Nhưng mà cái live stream này xong rồi tôi post là chắc là tôi phải xóa, tại vì tôi chửi dữ quá, sợ nhiều không muốn thằng Facebook nó block rồi. Cho nên các bạn biết mà, ở đất Mỹ mà sống trong cái cộng đồng người Việt nó phức tạp lắm, nhất là làm ăn ở trong đó nữa. Cái tụi mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ mà không có theo nó là không có sống yên với nó, sống trong cái cộng đồng của nó. Có nhiều người phải đi chửi cộng sản hay là xuyên tạc chống phá quê hương đất nước cũng vậy. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Họ phải theo tụi nó. Tôi chiến đấu với cái tụi mà chống cộng bao quay sổ lá ô hợp bên Mỹ mấy chục năm nay, tôi biết tụi nó ở trên những cái diễn đàn mà không xót nữa thì thôi. Các bạn biết có nhiều người sống mở nhà hàng, mở những cái tiệm, những cơ sở trong đó, đi về Việt Nam thường xuyên lắm nhưng mà không dám nói. Về Việt Nam biết là chính sách đổi mới của đất nước, những cái cuộc sống ở Việt Nam, đời sống đồ thay đổi rất là nhiều, họ không dám lên tiếng. Họ lên tiếng họ sợ tụi nó tấn công, tụi nó tới nhà hay là nó làm khó hay là nó tẩy chay. Những trường hợp giống như cái anh chồng trường mà các bạn đã biết, tụi nó cũng hay dọa tụi nó, nói tụi nó sẽ là chồng trường thứ hai. Mấy cái thằng chống cộng bao que ô hợp này, tôi định không cái dùng cái chữ bao que nhưng mà không thể nào bỏ được thì phải đành chịu thôi. Thì cho nên cái tư duy của tôi nó phải là như vậy. Khi tôi muốn gọi là hòa hợp, coi như là thấy cũng có những người chế độ cũ họ kết bạn với mình, tôi cũng muốn nhẹ nhàng một chút nhưng mà cũng không thể nào được. Bởi vì cái lũ chống cộng bao que ô hợp này tụi nó rất là côn đồ, không thể nào mà nhượng bộ tụi nó được, không thể. Cho nên tôi phải tiếp tục giữ cái lập trường cứng rắn như vậy. Thành ra xin lỗi những người mà kết bạn với tôi mà của chế độ cũ. Quý vị cảm thấy không hài lòng thì có thể hủy kết bạn với tôi. Tôi đành chịu thôi. Tôi đặt cái quyền lợi quê hương đất nước dân tộc tôi là trên hết. Bất cứ những kẻ nào xuyên tạc phá hoại sự bình yên, công cuộc đổi mới của đất nước quê hương của tôi, tôi sẵn sàng chơi tới cùng. Tôi không có sợ đâu.
tụi nó hù do tôi đủ cách, như mắc cười nè. Mấy cái thằng mà chống cộng bao queo học bên Mỹ, mỗi lần mà tôi live stream nó dọa tôi mắc cười. Tôi cho nó nói đã rồi nhưng mà tôi lắc nó lại. Mấy cái thằng này nó là cái thứ gì đâu, nó ở đất Mỹ mà nó làm như là cái đất Mỹ này của ông cố nội cha nó vậy. Nó làm mắc cười luôn, nó làm nhiều cái khiến tôi cười lăn cười ngã. Thành ra tôi nói với anh chị các bạn về vấn đề Will Dâm Nguyễn ở trên đất Mỹ, đối với tôi không có sợ gì mấy tụi nó cả. Tôi không bao giờ, chưa bao giờ tôi sống trong cộng đồng người Việt mà tôi giao tiếp với cái cộng đồng người Việt. Cái cộng đồng của người Việt ở bên Mỹ nó phức tạp dã man lắm chứ không phải là giờ. Các bạn thấy ở tụi nó ở bên Mỹ mà nó còn không biết luật pháp Mỹ nữa, kéo cả một bầy chó điên đi xuống dưới cái City Hall, cái nơi mà tiếp dân đã đảo lại mình khùng thấy bà cô, nó nhục nhã, nó không làm được gì. FBI sờ gái cha con tụi nó rung cầm cập. Rung như bầy chó vậy. Mà tối ngày lên mạng vô, quý vị mà vô trong mấy cái live stream của tôi, tụi nó chửi, nó chửi tôi, nó dọa tôi, không đọc không mắc cười nữa thôi. Cười tôi đọc nhiều lúc tôi mắc cười rồi. Nó nói là tôi sợ, tôi trốn, cũng sống cũng bình thường thôi. Ngay cả những người thân tôi trong nước người ta cũng lo sợ cho tôi, tại tôi nó hù dọa kiểu của nó. Rồi nó mình nắp lấy cái câu chuyện á, nó bỏ lên mạng, nó làm y như thật vậy. Cho nên chuyện của Will Dâm Nguyễn mà đi về nước mà lên tiếng những cái lời gọi là chỉ trích trở lại quê hương Việt Nam á, chuyện bình thường, chuyện bình thường, nó không có gì lạ cả. Và chúng ta cũng không thể nào mà gọi là mong đợi quê hương, mong đợi những người như Quê Hương Dòng Nguyễn gọi là quay đầu là bờ. Các bạn biết khó lắm, tại họ sống trong cái cộng đồng người Việt, ngoại trừ trường hợp là họ không có sống trong cộng đồng người Việt, họ tách rời cái cộng đồng người Việt ra thì nó khác. Cũng như tôi vậy, mình sống với những cái cộng đồng của những người dân khác, mình hòa hợp với họ, mình có lối sống với họ, mình hiểu pháp luật của Mỹ, luật pháp Mỹ đã bảo vệ, có vậy thôi. Còn sống trong cái cộng đồng của nó, nhiều khi nó kêu tôi mày cầm cờ máu đi vô cộng đồng, nó thách tôi, nó hơi bị khùng, nó nghĩ là tôi giống như con nít, giống như dụ. Cái luật pháp Mỹ, cái cộng đồng của tụi nó, mình không chơi là mình không vô, mình cũng không tới, mình cũng không tham gia. Mình đem mình vô đó, mình treo cờ hay là có nghĩa là mình chiêu kích người ta là thua, lần nào cầm lấy. Nhưng mà tôi nói đố ông nội cha nó không dám bước ra nhà tôi mà biểu tình, mà nó bước cái lần thứ hai, tôi nó bảo đảm, tôi bảo đảm không dám hó hé luôn. Bây giờ nó không dám hó hé luôn. Ở Mỹ mà nó hơi bị khủng khủng. Cho nên hôm nay tôi live stream về vấn đề mà Will Dâm Nguyễn, một số các bạn chị em mà lên tiếng phản biện rằng, nói rằng Will Dâm Nguyễn chở cờ này, cái đó chuyện bình thường. Ba của Will Dâm Nguyễn, gia đình của Will Dâm Nguyễn là bán một chủ nhà hàng ở chợ Houston, Texas mà. Các bạn nghĩ đi, nhà của cộng sản à. Tôi phải ghẹo mấy thằng bao que nó coi xong rồi nó nhảy dựng lên như vậy. Nói chung cái ngày nào mà tôi không chọc mấy thằng bao que, ngày đó tôi ăn ngủ không yên. Tôi thấy nó tức thối máu luôn. Tại sao mà cộng sản tôi vào Mỹ lại như vậy, còn cái lũ tụi nó thì cứ cào
vụ á, làm chết mẹ đó. Lúc nào cũng chê Việt Nam á. Phải nói làm ông này bà nọ ở Mỹ á, mà nó chê Việt Nam á, thì mình còn không nói gì. Phải nó thành công, nó làm cái gì ghê gớm nó không. Mà đằng này toàn là cu ly không, làm cho Mỹ, Mỹ nó cấp đầu như con chó vậy, đéo dám trả lời. Làm dạ thưa vâng, cái bay Việt Nam, trời ơi, cộng sản ác với dân, hèn với giặc, đã đảo lại mình. Đã đảo lại mình, trục sức lại mình. Kéo một lũ nhục ơi là nhục, nhục ơi là nhục. Phải nói là nhục thiệt chứ. Tôi suy nghĩ tới cái nhục giả mà. Nhục như con cá nục. À, cộng sản về tới nhà rồi. Cộng sản cũng đi bình thường thôi. Ai đụng gì tới cộng sản đâu. Nghe không? À. Nghe chơi cuộc sống mà. Đó, mấy cái tụi mà bao que chống cộng ô hợp Mỹ nó bị bệnh quan tưởng. Nó bị bệnh hơi bị nặng. Mỗi lần nói tới mấy đám là tôi tức cười rồi. À, tôi cứ cười hoài à. Tôi thấy tụi nó là tôi cứ cười hoài. Có nhiều người hỏi tôi sao không sợ, cái gì đâu sợ mấy cái lũ ô hợp đó. Mình biết pháp luật nó bảo vệ mà. Ở Mỹ mà. Các bạn biết luật pháp Mỹ mà. Nó đâu phải Việt Nam. Tôi thấy pháp luật nó còn rất là dễ dãi. Pháp luật nó còn rất là mềm dẻo. Chứ Mỹ không có đâu. Đụng vào pháp luật rồi là chết. Chết phải giỡn. Thôi thì xin chào Michael. Thôi xin chào anh chị em các bạn nha. Chúc các bạn hello Đặng Quang Sang. Đồng chí Đặng Quang Sang. Mấy người ba que xỏ lá. Mỗi lần nói tới nó là thấy nó vừa bực mà vừa tức cười. Toàn một cái lũ ô hợp không. Tí một hồi nữa coi là nha, nó nhảy vô nó chửi vậy kìa. Hôm bữa hôm qua tôi đọc live stream nào cũng vậy. Nó nhảy vô là rồi nó inbox nữa. Màng ơi, nó chửi thấy mình nóng lạnh luôn. Nó chửi thấy mà ớt chưa đâu luôn. Mắc cười được chứ. Tụi nó qua Mỹ mà nó làm giống như nó lên thiên đàng vậy. Mấy cái đất Mỹ này đâu phải là giỡn đâu. Đâu phải là giống như trên cái gì cũng trên trời rớt xuống đâu. Mà chả phải già đắt lắm mà cũng hơi giỡn. Thôi mình đi cho cá ăn chứ quên nữa. Ao cá bắt hồ tí giờ. Mỗi lần mình cho cá ăn là mình nhớ bác. Nhớ bác của mình. Bác Hồ, các bạn biết, là một vĩ nhân rất là vĩ đại. Phải nói là nước Mỹ có George Washington là cha đẻ của nước Mỹ. Việt Nam mình là có Bác Hồ Chí Minh. À, cá nơi Bác Hồ nè, cá ao cá Bác Hồ nè. Đó. Các bạn thấy không? Đây. Đây cá loại là thấy người nó thư giãn hả? Thích nha. Cảm ơn cây. Cái mày bay. Bên ảnh nhát ta. Thôi chào anh chị em các bạn nha. Hẹn gặp sau. Bye bye. Chào anh chị em các bạn lần nữa. Bye bye.